Chiều 30 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiêu hủy số tang vật vi phạm hành chính tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu lưu thông trái phép trên thị trường bị tịch thu và tiêu hủy, gồm có đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm các loại, thuốc, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, thực phẩm các loại, rượu bia, hàng gia dụng, sản phẩm thời trang, vải, thuốc lá với số lượng trên 45.000 sản phẩm. Hội đồng tiêu hủy Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình và các lực lượng chức năng đã tiến hành các bước tiêu hủy theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.